Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 134. Ở cuối tập trước, sau khi mọi người nghe tiếng, toàn bộ đều chạy tới bong tàu phía trên quan sát. Nơi này khoảng cách lôi linh điện cửa đá có chút khoảng cách, xa xa có thể trông thấy tại đen nhánh hư vô hải dưới. Hai chiếc phương chu, một trước một sau, hướng phía lôi linh điện cửa đá chạy tới, nhìn bộ dáng 10 phần chật vật. Ánh mắt lại hướng phía sau bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy vô số bóng đen, đây đều là hư không ma thú. Đang điên cuồng đuổi lấy Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà hai chiếc phương chu. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy hư không ma thú? Kim Chấn tại phương chu phía trên chửi ầm lên. Phương chu bên trên người cũng tại không ngừng tiến đánh sau lưng đuổi sát không buông hư không ma thú. Nhưng là số lượng quá mức khổng lồ, những này công kích đều hiển quá mức không có ý nghĩa. Không cách nào đối với mấy cái này hư không ma thú tạo thành tính thực chất tổn thương. Gia chủ, phía trước giống như chính là lôi linh điện. Ngô Ngân Kiếm giờ phút này nhìn xem phương chu phía trước. Chính là nhìn thấy cái kia đạo viết lôi phủ hai chữ cửa đá. Kim Chấn nghe vậy, cũng là nhìn sang, quả thật tại phía trước có một đạo cửa đá đứng lặng. Sau lưng vô số hư không ma thú, khiến Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia đều là có chút khó mà chống đỡ. Có bao nhiêu số lượng không nói, cho dù muốn đem những này hư không ma thú toàn bộ chém giết. Cũng sẽ đánh đổi khá nhiều, đem nhân lực hao tổn trên người những ma thú này đang lãng phí. Sở dĩ, dưới mắt đường ra duy nhất, chính là trực tiếp xông vào cái này lôi linh điện bên trong. Bạch Vũ Hy mau đem chìa khóa giao tới, để ta mở ra lôi linh điện đại môn. Kim Chấn đối với Bạch Vũ Hy truyền âm nói, Bạch Vũ Hy lại là bất vi sở động, Kim Chấn cắn răng một cái, tức giận không thôi. Ngươi làm sao không cái chìa khóa giao tới, ta đến mở ra đại môn. Bạch Vũ Hy tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem chìa khóa chắp tay cho Kim Chấn, đây là hắn chỗ dựa duy nhất, cũng sợ bị Kim Chấn cho tính toán. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại hồ ai đến, hiện tại chúng ta nếu là không tiến vào cái này lôi linh điện tránh né. Những này hư không ma thú hình thành thú triều, ngươi ta đều không chiếm được lợi ích quả ăn. Kim Chấn tiếp tục nói, Bạch Vũ Hy lạnh lùng nhìn xem thuyền sau đuổi sát không buông hư không ma thú. Những này hư không ma thú số lượng rất nhiều, không ngừng đụng chạm lấy thuyền của bọn hắn thể. Tiếp tục như vậy, vòng phòng hộ rất nhanh liền sẽ bị kích phá. Đối mặt như thế khổng lồ số lượng hư không ma thú, bọn hắn có thể không chiếm được một chút ưu thế. Tốt, ta cho ngươi. Ngươi nếu là dám giở trò quỷ, ta định cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Vũ Hy cắn răng một cái, đành phải gật đầu, dưới mắt tình huống khẩn cấp, không cố được nhiều như vậy. Chợt đem trong tay mình chìa khóa ném cho Kim Chấn. Kim Chấn tiếp nhận chìa khóa về sau, cũng lấy ra trong tay mình một nửa khác chìa khóa, hai cái chìa khóa cuối cùng hợp hai làm một. Biến thành một cái thiểm điện hình dạng đồ vật, Kim Chấn còn chưa kịp phản ứng. Chuôi này chìa khóa liền trực tiếp hóa thành một vệt thiểm điện, bắn về phía cửa đá chỗ. Cửa đá trong chốc lát đem cái kia hóa thành thiểm điện chìa khóa nuốt hết. Mà cùng lúc đó cửa đá cũng bắt đầu kịch liệt run run từ từ mở ra, tại cửa đá hậu phương. Một cái khổng lồ cung điện, nhược ảnh nhược hiện xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lôi linh điện xuất hiện, Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy đều là hoảng sợ nói. Mà ở phía xa lặng lẽ quan sát lấy Tiêu Viêm một đám cũng là mắt lộ ra tinh mang. Nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện khổng lồ cung điện, để người không khỏi có chút hưng phấn lên. Theo cung điện xuất hiện, tại cửa đá bốn phía, lập tức đen nghịt tầng mây đen cung điện bao vây lại. Chợt tại cung điện kia bốn phía mây đen bên trong, từng đạo lôi đình như kinh ngạc chi long, ở trong đó gào thét gào thét. Đây là Lôi Hải, Tiêu Viêm tại Hoa Bất Ngữ cho trong thư tịch thấy qua lôi linh điện ghi chép. Tại lôi linh điện bốn phía có một mảnh lôi hải, mà lúc này, theo lôi linh điện bị mở ra. Mảnh này lôi hải cũng là lại lần nữa hiện thế, bộc phát làm người sợ hãi lực uy hiếp. Một mảnh lớn lôi hải, Kim Chấn cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua một bên phương chu bên trên Bạch Vũ Hy. Bạch Vũ Hy ánh mắt kiên định, tựa hồ trong mắt chỉ có lôi hải sau lưng lôi linh điện. Không lọt vào mắt trước mắt khí thế kia ngập trời lôi hải, Kim Chấn trong lòng thầm mắng một tiếng hỗn nản. Đã Bạch Vũ Hy không sợ, hắn tự nhiên cũng không thể lùi bước. Cũng chỉ đành buồn bực đầu trực tiếp xông vào cái kia trong biển lôi. Mà theo lôi hải xuất hiện, những hư không kia ma thú liền đi chim sợ cành cong giải tán lập tức. Không dám ở hướng trên lôi hải xông vào, hư không ma thú hình thành thú triều cái này mới dần dần thối lui. Mà tại những này hư không ma thú hậu phương, một cái như ẩn như hiện xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cái này đạo thân ảnh to lớn chính là hư không thị chủng, là nó ở phía sau không nhanh không chậm du động. Mà những này hư không ma thú hình thành thú triều kỳ thực chính là hư không thị chủng ở phía sau đuổi theo biến thành. Hư không thị chủng vốn là dựa vào thôn phệ đồng loại mà sống, chỉ cần thể tích so với nó tiểu nhân, nó cũng dám nuốt. Chỉ cần nhập hắn trong bụng, liền xem như năm sao đầu tiên cũng phải biến thành trong bụng của nó bữa ăn. Ha ha, Tiêu Viêm huynh cái này đợt công kích thứ nhất ngược lại là tới nhẹ nhõm. Đem cái kia Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà đều truy bị ép tiến vào cái kia phiến trong biển lôi. Mảnh này lôi hải tuy nói không có khả năng đem một mực vây khốn, nhưng là giống bọn hắn như vậy không có chút nào phòng bị xông đi vào, sợ rằng muốn ra, liền không có đơn giản như vậy. Hoa Bất Ngữ hé miệng khẽ cười nói, trong lòng cũng là vì Tiêu Viêm cơ trí yên lặng điểm cái tán. Lúc này,
cái này lôi linh điện đã bị Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia mở ra, mà hai nhà cũng bị bách vọt vào trong biển lôi. Mà những hư không kia ma thú, tại hư không thị chủng không có xua đuổi về sau, cũng là dần dần lắng xuống. Xem ra muốn tiến vào cái này lôi linh điện, chúng ta cũng nhất định phải thông qua cái này lôi hải mới được. Hoa Bất Ngữ nhìn xem lôi linh điện ngoại vi một vòng mây đen, trong đó kinh lôi mật bố. Những này lôi đỉnh uy lực đều là không thể khinh thường, đủ để nhẹ nhõm đem một tên ba sao đấu tiên xé nát. Dù sao tòa cung điện này đã từng ở thế nhưng là một vị đấu thần cường giả, hắn chỗ hiểu ra lôi đạo cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thông qua. Tại Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà tiến vào lôi hải về sau, bọn hắn Phương Chu cũng hoàn toàn bị mây đen nuốt mất. Nhất thời, trong đó lôi đình nổi lên bốn phía, quần công, tựa hồ tất cả lôi điện toàn bộ đều tuôn hướng Bạch Gia, cùng Kim Thị một nhà hai chiếc Phương Chu. Tiêu Viêm nhíu mày, mảnh này lôi hải nhìn ngược lại không giống như là tự nhiên chi vật, ngược lại tốt giống có linh trí. Nhìn xem bị lôi đình vây công Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà chính là có thể nhìn ra. Chỉ cần một khi tiến vào lôi hải, liền sẽ bị trên lôi hải tất cả lôi điện cùng một chỗ công kích. Trong biển lôi tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất có ngàn vạn nổi trống bị đồng thời gõ vang. Nhìn xem mảnh này lôi hải, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lấy trước mắt vô ý Phương Chu lực phòng ngự, có thể không có năng lực đi chống cự mảnh này lôi hải. Chúng ta cũng phải xuất phát, nếu bị Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà nhanh chân đến trước, chúng ta như là không còn vớt đầu. Quan Đông mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem mảnh này lôi hải lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liền ngay cả Hoa Bất Ngữ cũng là lông mày gấp tác, cẩn thận quan sát đến lôi hải động tĩnh. Nhìn xem có thể hay không tìm ra sơ hở gì ra, nếu không cứng rắn tiến lên, đối bọn hắn đến nói không có tí ưu thế nào. Ta nhìn cái này lôi hải uy lực bất phàm, muốn mạnh mẽ tiến lên cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia khác nhau ở chỗ nào? Nhất định có biện pháp nào có thể tránh né, miễn bị lôi hải công kích. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát lôi linh điện bốn phía mây đen lôi hải, nhưng không được phương pháp phá giải. Có lẽ cái này lôi hải chính là lôi linh điện một lần thí luyện, chỉ có thông qua lôi hải người mới có tư cách đặt chân lôi linh điện. Vô ý Phương Chu đã tới gần lôi linh điện, lúc này Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà đi vào có chút thời gian, nhưng còn chưa thấy đến Bạch Gia hoặc là Kim Thị một nhà Phương Chu xông ra lôi hải. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp lôi hải uy lực, tạm thời bị lôi hải cho khốn trụ. Ngay cả Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà thông qua lôi hải đều khó khăn, chúng ta càng là không có hy vọng. Suy nghĩ lại một chút nhìn có không có biện pháp gì. Tiêu Viêm chau mày, dạng này tùy tiện xâm nhập lôi hải không phải lựa chọn tốt. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng từ mây đen bên trong truyền ra, phảng phất là đang cảnh cáo lấy Tiêu Viêm đám người đừng tự tiện xâm nhập. Hư không thị chủng thì là ở một bên lẳng lặng ở lại, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm bọn người ở tại lôi hải bên ngoài bồi hồi. Nó tựa hồ có chút nghi hoặc, chợt, tại mọi người nhìn chăm chú, hư không thị chủng chính là trực tiếp một đầu chui vào trong biển lôi. Sau đó còn truyền ra nhảy cẫng thanh âm. Chơi đùa một phen về sau, lại xông ra lôi hải, ngây ngốc nhìn xem Tiêu Viêm một đám, mà Tiêu Viêm một đám cũng là ngây ngốc nhìn xem quái vật khổng lồ này. Ha ha, biện pháp đang ở trước mắt, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tiêu Viêm nhìn xem hư không thị chủng vừa mới hành vi về sau chính là cười mở nhan, bất quá Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Cho dù hư không thị chủng lực lượng cơ thể cường đại, nhưng cái này lôi hải uy lực, nó hẳn là cũng không thể như thế nhẹ nhõm đối đãi đi, vì sao có thể tự do xuyên qua ra vào lôi hải đâu. Tiêu thiếu, như thế thật được không? Khiếu Chiến nơm nớp lo sợ mà hỏi, mọi người cũng là một mặt xem thường. Liền ngay cả Hoa Bất Ngữ sắc mặt đều là có chút không tốt. Yên tâm đi, có Long Ý tại, Tiêu Viêm nói, giờ khắc này ở bọn hắn quanh mình một vùng tăm tối, không phải bọn hắn tiến vào lôi hải, mà là bị hư không thị chủng cho nuốt vào trong miệng, mượn nhờ hư không thị chủng lực lượng cơ thể đến thông qua mảnh này lôi hải. Tại hư không thị chủng miệng lớn bên trong, sóc này không ngừng, mọi người cũng là liên tục kêu khổ. Tiêu thiếu, chúng ta không bị nó nuốt, cũng phải bị người này miệng thối cho tươi sống hun chết. Tất cả mọi người là nhịn không được liên tục đánh lấy nôn khan, mấy nữ tử sớm nhịn không được, ở một bên nôn mửa. Có thể nói là ngũ vị tạp trần, mùi vị gì đều có, loại vị đạo này hỗn lại với nhau, vậy đơn giản liền là độc khí. Kiên trì, cái này so bị sét đánh có thể tốt hơn nhiều lắm. Liền ngay cả sự nhẫn nại cực mạnh Tiêu Viêm đều là có chút không kiên trì nổi, thực sự là quá thối. Mảnh này ngoại giới nhìn qua ầm ầm sóng dậy lôi hải, ở bên ngoài nhìn chỉ có một vòng mây đen quay chung quanh. Xuyên ra trận trận lôi minh, trên thực tế tiến vào bên trong về sau mới sẽ phát hiện mây đen bên trong có khác càn khôn. Mới hiểu tại sao lại trở thành biển sét, bởi vì mây đen bên trong có một không gian riêng biệt. Tất cả đều là từ lôi đình tạo thành. Hư không thị chủng có chút mở ra miệng lớn, cũng là để Tiêu Viêm đám người có thể mắt thấy trong biển lôi tràng cảnh. Mọi người cũng là vô cùng kinh dị, lần thứ nhất nhìn thấy lôi đình dày đặc đến trình độ như vậy. Mà trông thấy lôi đình Long Ý thì là có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì hắn liền đản sinh tại trong biển lôi. Trông thấy lôi hải đều có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Long Ý, ngươi hiện tại đã tái tạo nhục thể, đã không còn là lôi linh. Hiện tại những này lôi đình sẽ không lại tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, ngược lại sẽ làm bị thương ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý hưng phấn bộ dáng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhắc nhở một câu,
Long Ý nghe vậy, mới ngẩn người, ồ một tiếng. Có thể cha, thế nhưng là ta còn có thể cảm giác được ta lôi đình chi lực. Long Ý chợt hồi đáp, nói xong, nắm chắc quả đấm, toàn thân chính là hiện đầy hồ quang điện, suy suy vang lên. Tiêu Viêm giật mình, liền ngay cả Long Thế Thiên tất cả giật mình, Tiêu Viêm cùng Long Thế Thiên nhìn nhau một chút. Có chút không dám tin tưởng, ấn đạo lý Long Ý tái tạo huyết mạch, mang ý nghĩa mặc dù bảo lưu lại linh hồn, nhưng nhục thể toàn bộ đều là rực rỡ hẳn lên, vì sao còn sẽ có được hắn trước kia chỗ có lôi đình chi lực? Bất quá hẳn là không thể lại hấp thu lôi đình chi lực. Long Ý thở dài một hơi, dù sao hắn sinh tại lôi đình phảng phất như là mẹ của hắn, giờ phút này chỉ là để hắn cảm thấy hoài niệm. Ta ngược lại là không cho là như vậy, lần này tại lôi linh điện bên trong, có lẽ ngươi chưa hẳn không thể nếm thử. Chính mình lôi đình chi lực có lẽ còn có thể tu luyện. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý trên người lên điện quang, chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên, đối với Long Ý đến nói, nếu không phải là bất đắc dĩ, ai nguyện ý bỏ chính mình bản nguyên chi lực. Đang khi nói chuyện, hư không thị chủng thân thể bỗng nhiên rung động động, thông qua hư không thị chủng miệng lớn hướng nhìn ra ngoài. Đúng là trông thấy Bạch gia cùng Kim thị một nhà hai chiếc phương chu, chính chật vật tại trên lôi hải đi về phía trước. Mà giờ khắc này lại bị hư không thị chủng gặp phải. Hư không thị chủng chính là bãi động chính mình thân thể khổng lồ đi làm nhiễu cả hai. Súc sinh chết tiệt, nó làm sao sẽ tại trong biển lôi? Kim Chấn mắng to, Bạch gia cùng Kim thị một nhà phương chu vốn là nhận lấy trong biển lôi ngàn vạn lôi đình công kích. Giờ phút này Bạch gia Bạch Vũ Hy cùng Kim thị một nhà Kim Chấn đều là nhao nhao xuất thủ. Mới xem như miễn cưỡng ổn định phương chu bên trên vòng phòng hộ, đều có vẻ hơi chật vật. Bây giờ tăng thêm hư không thị chủng lại đi lửa cháy đổ thêm dầu, khiến hai nhà đều chỉ đạt được thần. Cái này vừa phân thần, phương chu phía trên vòng phòng hộ chính là bị trong biển lôi lôi đình cho công phá. Nhất thời, Kim thị một nhà cùng Bạch gia phương chu bên trên lôi đình càn quét, tiếng kêu thảm thiết liên tục nổi lên bốn phía. Bất quá hư không thị chủng cũng chỉ là ra một chút, cũng không có đi công kích bọn hắn, bất quá vẻn vẹn chỉ là lần này. Liền đầy đủ Kim thị một nhà cùng Bạch gia uống một bình. Hư không thị chủng chợt liền dẫn Tiêu Viêm vọt tới Kim thị một nhà cùng Bạch gia phía trước. Như vậy, liền sẽ so hai nhà đều muốn trước xuyên qua lôi hải. Nửa ngày về sau, hư không thị chủng mang theo Tiêu Viêm một đám cuối cùng là xuyên qua lôi hải. Nhìn lại, Kim thị một nhà cùng Bạch gia còn vây ở trong biển lôi. Mà xuất hiện tại Tiêu Viêm một đám trước mắt là một đầu rộng lớn đại đạo, tại đại đạo cuối cùng có thể trông thấy một tòa u ám cung điện. Cho người cảm giác đầu tiên liền không có cái gì sinh khí, phảng phất một tòa thành chết. Đầu này đại đạo như thế thông suốt, cũng không thấy bất kỳ chướng ngại, nhìn ngược lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Luôn cảm thấy không có trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy, hẳn là chúng ta một đường đi qua liền có thể thẳng tới chủ điện. Tiêu Viêm nhìn xem đầu này thẳng tắp rộng lớn đại đạo, không có cái gì thủ hộ giả, ngay cả cơ quan cái gì đều không có. Nếu như một tòa thành không, cái này chính là một tên đấu thần cung điện, nếu là chỉ có lôi hải đạo này phòng hộ, giống như làm sao đều không thể nào nói nổi. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta được đi nhanh lên, nếu không Kim thị một nhà cùng Bạch gia đuổi theo tới, vậy coi như không dễ làm. Quan Đông dặn dò, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu, bây giờ trên vô ý phương chu cũng không phải là tất cả mọi người. Tới chỉ có Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Long Thế Thiên, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo, Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ cùng Quan Đông, hết thảy tới 11 người, mấy người còn lại đều lưu tại Xích Hàng Tinh, lấy bảo an toàn. Mọi người nhẹ gật đầu, chính là để hư không thị chủng đem phương chu tạm thời mang rời khỏi, để nó ở phụ cận đây chờ đợi. Hư không thị chủng rời đi về sau, Tiêu Viêm nhìn xem cái này cái đại gia hỏa, con mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nó tự hồ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng, một nửa khác lôi linh điện chìa khóa cũng xuất hiện tại nó nơi đó. Hẳn là nó cùng cái này lôi linh điện có quan hệ gì, cùng lôi thần điện chủ có quan hệ gì. Hoa Bất Ngữ tự hồ cũng là chú ý tới hư không thị chủng đủ loại hành vi, có chút kỳ quái, khẽ gật đầu. Xem ra không chỉ là ta nghi ngờ, ngươi cũng phát hiện, cái này hư không thị chủng cảm giác rất không thích hợp. Bất quá nhìn nó đần độn dáng vẻ tự hồ lại không có cái gì ý xấu. Có lẽ nó chỉ là đã từng sinh hoạt trong lôi linh điện đầu, chỉ là lôi thần một cái tiểu sủng vật mà thôi. Trước mắt xem ra đây là tốt nhất giải thích, hy vọng nó không có cái gì ý đồ xấu. Tiêu Viêm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, mọi người bước lên lôi linh điện rộng lớn trên đại đạo hai bên. Theo thứ tự có thứ tự bố trí nhàn nhạt phát sáng linh thạch, không có một tia cho bụi, tả hữu quan sát cũng không thấy có người hoạt động dấu hiệu. Căn cứ thư tịch ghi chép bên trong, chỉ nói là đến lôi thần điên dại, lại chưa từng nói qua lôi thần vẫn lạc, đại điện bí ẩn về sau. Tất cả mọi người coi là lôi thần vẫn lạc, nơi đây cũng thành đấu thần di chỉ. Mà lôi thần là có hay không vẫn lạc còn vẫn không biết, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất lôi thần lão nhân kia nhà còn tiếp tục tồn tại, chúng ta đây coi như là tự xông vào nhà dân. Người ta nhẹ nhàng hắt cái xì hơi là có thể đem chúng ta cho phun chết. Tiêu Viêm cẩn thận nói, mọi người cũng là khẽ gật đầu. Tiêu Thiếu, nơi này nhìn tựa hồ thật lâu không có tới người, có lẽ lôi thần đã sớm không tại cái này lôi linh điện bên trong. Khiêu Chiến nhìn một chút chung quanh. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, bao quát phương xa chủ điện cùng hai bên cung điện, đều là không gặp nửa cái bóng người.
Tại đại đạo trung ương có một chỗ sân khấu, mà tại sân khấu bốn phía có bốn cây cột đá, nhìn cũng vẻn vẹn chỉ là giống một cái vật phẩm trang sức. Mọi người đến gần quan sát đến bốn cây cột đá cũng không phải là bóng loáng vuông vức, mà là riêng phần mình đều điêu khắc khác biệt đồ án. Tiêu Thiếu, cái này trên trụ đá điêu khắc có chữ viết phù. Nam Nhĩ Minh đến gần cột đá, sau đó ngắm nghía, nhìn xem trên trụ đá ký tự, người sống đừng tiến, mời mau lùi cách. Trên trụ đá chữ rất viết ngoáy, phảng phất là rất gấp tình huống dưới khắc ra. Cùng chung quanh sạch sẽ quy phạm hoàn cảnh, qua quýt ký tự lộ ra không hợp nhau. Tiêu Thiếu, cái này cây cột đá bên trên cũng khắc ký tự, viết là tâm trí bị phệ, nhanh chóng lùi cách. Khiêu Chiến nhìn xem một căn khác cột đá, phía trên cũng là khắc lấy qua quýt ký tự, nhìn cùng Nam Nhĩ Minh bên này ký tự đều là xuất từ cùng một nhân thủ. Chữ này phù, không phải là điên dại về sau Lôi Thần lưu lại sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, suy đoán nói, dựa theo Lôi Linh Điện tu kiến phong cách, loại này qua quýt ký tự là không thể nào xuất hiện, trừ phi là Lôi Thần vì cảnh cáo thế nhân, dùng chính mình chỉ có thần trí chỗ khắc ra. Nhưng vào lúc này, sân khấu bắt đầu kịch liệt run run, mọi người giật mình. Chỉ thấy Khiếu Chiến dùng ngón tay đi đụng vào cột đá, vừa mới vừa chạm vào đụng, chính là phát sinh giờ phút này kịch liệt run run. Bốn cây cột đá oanh một tiếng, cột đá đỉnh, bốn đạo lôi điện phóng lên tận trời. Sau đó hội tụ ở giữa không trung bên trong, tạo thành một cái lôi cầu, chợt tại lôi cầu phía trên. Một cái đầu đưa ra ngoài, sau đó mở ra ngân con mắt màu trắng, mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Lôi hồ, Hoa Bất Ngữ cùng Tiêu Viêm đều là cùng nhau kinh hô, tại trong thư tịch đối với cái này từng có ghi chép. Theo lôi đỉnh mà xuất hiện, chính là lôi thần nuôi sủng vật, thực lực cụ thể không biết. Không dễ ngạnh chiến, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ đều là ý tưởng giống nhau. Dù chỉ là đấu thần một cái sủng vật, đều không phải cái gì tốt gây đồ chơi. Chạy, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, loại tình huống này cũng chỉ có thể trước hướng đại điện bên trong chạy tới. Hy vọng cái này lôi hồ sẽ không vì công kích bọn hắn mà hủy đi đại điện. Mọi người hiểu ý, chợt đều là dùng tốc độ nhanh nhất xông về Lôi Linh Điện, mà đoạn này đường cách chủ điện còn có rất dài một khoảng cách, đại đạo nối thẳng chủ điện cùng hai bên phân điện, Đông Cung cùng Tây Cung. Lôi hồ tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đến Tiêu Viêm một đám trên đỉnh đầu, cái này lôi hồ mặt như hồ. Sau có cửu vĩ, toàn thân hồ quang điện lấp lóe, phát ra lốp bốp tiếng nổ. Lôi hồ lập tức liền nhảy lên đến chúng nhân nói đường phía trước, chặn thông hướng đại điện con đường, một đôi hẹp dài ngân trắng chi nhãn, đánh giá mọi người. Chủ nhân có ngữ, cản người sống, giết kẻ xông vào, các ngươi tự tiện xông vào Lôi Linh Điện, giết. Lôi hồ chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền, mê man, ầm ầm rung động. Khiêu Chiến giữa lông mày nộ khí chợt hiện, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Sau lưng Thiên Khiếu hổ tượng, chính là gào thét lên tiếng, tiếng gào hùng hậu kéo dài, hổ ảnh thu liễm, hóa thành vòng bảo hộ bao lại mọi người. Lúc này chẳng biết cái này lôi hồ thực lực, nhưng nhìn cái này lôi hồ tại điện này bên trong tu luyện, cũng tuyệt không phải người bình thường tùy tiện đối phó. Cái này lôi hồ như một mực đang Lôi Linh Điện bên trong tiềm tu, lại là lôi thần thú, thực lực định sẽ không kém đi nơi nào, liền ngay cả Hoa Bất Ngữ đều không thể cảm giác thực lực. Mọi người tất nhiên cũng sẽ không là đối thủ của nó. Lôi hồ chợt cũng là một tiếng sét giống như tiếng gầm, sau đó một chảo đập vào Khiếu Chiến vòng phòng hộ bên trên, Khiếu Chiến vòng phòng hộ như là không có gì, vỗ tức tán. Lôi hồ hướng về mọi người đánh tới, Tiêu Viêm một đám liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Viêm lập tức vận chuyển Tử Thần Hư Linh Quyết, trên thân ba kỳ vật lực lượng chính là hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một loại vô cùng kỳ dị lực lượng, một nháy mắt, Tiêu Viêm thi triển ra Hoàng Tuyền ba kệ bộ. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Thiên Xích Vô Ảnh, Thánh Thiên Liên Tiễn. Thậm chí Tiểu Y đều xuất hiện tại một Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra từng nhánh hỏa tiễn. Đây là Tiêu Thị không giải thích liên chiêu. Tiêu Viêm chậm âm thanh mở miệng, hắn đã là đem chính mình toàn thân chiêu số toàn bộ đều phát huy ra. Đương nhiên mọi người giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, Hoa Bất Ngữ cũng là một ngựa đi đầu. Tiêu tiếng địch âm hưởng triệt, tiên nguyên khí hóa thành sóng âm, uy lực cũng là vô cùng cường đại, hướng phía lôi hồ bao phủ tới. Quan Đông quyền ảnh đầy trời, hướng phía lôi hồ cuồng oanh loạn tạc, mà vô ý chiến đội mọi người cũng là thi triển thủ đoạn. Bất quá thực lực chỉ có đấu đế bọn hắn, những lực lượng này đối với lôi hồ đến nói hoàn toàn có thể không đáng giá nhắc tới. Đầy trời bạo tạc, ánh lửa đem lôi hồ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Đi, tiến lên. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, giờ phút này đã không thể tại lui về, bởi vì một khi ra ngoài sẽ càng thêm nguy hiểm, nếu là gặp được Bạch gia cùng Kim thị một nhà, không thể so với cái này lôi hồ dễ đối phó. Thừa dịp lấy ánh lửa, mọi người chính là kiên trì vọt vào, mà trong ngọn lửa, lôi hồ thân ảnh chợt hiện. Một trường chính là hướng phía mọi người vỗ tới, lúc này trong lòng mọi người một sợ, một trường này đập vào ai trên thân, đều là sẽ chết người đấy. Ngay tại cái này lúc mấu chốt, Long Ý sau lưng long ảnh chợt hiện, đầu rồng to lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Lôi Linh Điện long ngâm, cái kia lôi hồ cũng là đột nhiên chỉ trệ, thân hình lập tức liền bắn ra. Nhìn xem giữa không trung cự đại long đầu, màu bạc trắng trong mắt xuất hiện run rẩy. Lui ra phía sau mấy bước về sau, lôi hồ thấp thân thể, trong miệng phát ra từng đạo ngầm giống thanh âm.
Cha, các ngươi đi mau. Long Ý lập tức quay đầu nói với Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm biết được. Lấy bây giờ Long Ý thực lực bây giờ, chỉ có thể ngưng tụ ra long đầu, mà lại thời gian cũng không dài. Long Ý lại lần nữa đối với Lôi Hồ gào thét, Lôi Hồ cúi người ngầm giống, không dám hướng phía trước. Cùng lúc đó, ở hậu phương xuất hiện mấy chục đạo bóng người, Lôi Hồ bị Long Ý uy hiếp không dám đến gần. Mà phía sau Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà mới vội vàng đến, xa xa nhìn thấy Tiêu Viêm một đám tại cùng Lôi Hồ giằng co. Lôi Hồ tựa hồ cũng là phát hiện hậu phương Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm một đám bắt lấy cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất xông về chủ điện, Lôi Hồ vốn còn muốn tiếp tục đuổi Tiêu Viêm một đám. Long Ý một tiếng long ngâm, lại làm cho nó dừng bước, chợt Lôi Hồ đem trong lòng tức giận chi ý toàn bộ rời về phía Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà. Đáng chết, bọn hắn chạy thế nào đến trước mặt của chúng ta đi? Kim Chấn mắng to một tiếng. Giờ phút này Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy riêng phần mình mang theo thủ hạ của mình, xa xa chính là nhìn thấy đã chạy hướng về phía chủ điện Tiêu Viêm một đám. Gia chủ, chính là bọn hắn, nguyên bản ta có thể đem đầu kia xúc sinh chém giết, trên đường lại bị bọn hắn làm rối. Còn để ta Kim Thị người một nhà viên tổn hao nhiều. Ngô Ngân Kiếm lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm một đám, phẫn nộ nói, hắn kém chút bị bọn hắn hại chết, Ngô Ngân Kiếm tự nhiên là hận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không được, bao quát bên ngoài đầu kia xúc sinh, Kim Thị một nhà hao tổn. Nhất định phải cầm mạng của bọn hắn để đền bù. Kim Chấn cũng là trầm giọng mở miệng. Nếu không phải hư không thị chủng tại trên Lôi Hải quấy nhiễu bọn hắn một chút, vòng phòng hộ cũng sẽ không bị những hư không kia bắn công phá, nói không chừng chúng ta sớm liền xuyên qua, không đến mức bị Tiêu Viêm đám người vượt lên trước. Ta nói Kim gia chủ, ít ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, vẫn là nghĩ biện pháp trước giải quyết trước mắt con xúc sinh này đi. Nói, Bạch Vũ Hy ngược lại là có chút nghe không nổi nữa, chính là mở miệng đối với Kim Chấn không tức giận nói. Tại bọn hắn đối thoại ở giữa, Lôi Hồ đã là mãnh đánh tới, đem đối với Tiêu Viêm cơn giận của bọn hắn, giờ phút này đều rơi tại trên người của bọn hắn. Lôi Hồ cửu đuôi không ngừng duỗi dài tản ra, tạo thành một cái lôi cầu đem Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà bao khỏa ở bên trong. Lôi cầu bên trong hồ quang điện lấp lóe, một khi chạm đến hồ quang điện, liền sẽ bị lấy hồ quang điện tê liệt thân thể. Đang hành động tốc độ cùng tốc độ công kích bên trên đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Đáng chết, đều đi qua lâu như vậy, Lôi Linh Điện làm sao còn có khủng bố như vậy đồ vật tồn tại. Bạch Vũ Hy hai người chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó nó. Kim Chấn mắng, nói xong chính là nhìn về phía Bạch Vũ Hy, Bạch Vũ Hy ngược lại là xem thường. Mà thường thường Bạch Vũ Hy thái độ như vậy, khiến Kim Chấn bắt hắn thực sự là không có cách nào. Đừng cho là ta không biết ngươi cái lão hồ ly này đang suy nghĩ gì, ta cũng không muốn cùng nó dây dưa. Có thể đi hay không, liền nhìn thực lực bản thân, Bạch Vũ Hy bất thình lình nói. Hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Kim Chấn liên thủ, hai nhà người quan hệ vốn là mũi tên nỏ nhổ trương, càng là ở lúc mấu chốt. Càng không thể đem phía sau lưng của mình giao cho địch nhân, dạng này chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Kim Chấn nhìn thấy Bạch Vũ Hy không muốn hợp tác, cũng là hừ lạnh mắng. Bạch Vũ Hy cũng là trợn nhìn Kim Chấn một chút, hồi đáp, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Lôi Hồ thực lực đều tại Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà phía trên, Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà muốn thông qua Lôi Hồ cái này một quan. Chỉ sợ cũng phải tốn hao không ít thời gian, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bọn hắn đã nhanh đến đại điện cuối cùng. Tiêu Viêm huynh, chúng ta là trực tiếp tiến vào chủ điện sao? Bất quá bày tại mọi người lại là ba con đường. Theo thứ tự là chủ điện, Đông Cung cùng Tây Cung, mà tại ghi chép bên trong, chủ điện chỉ có Lôi Thần một nhân tài có thể vào. Liền ngay cả đồ đệ của hắn đều không thể tiến vào, chắc hẳn lấy trong chủ điện cất giấu Lôi Thần không thể cho ai biết bí mật. Đi đến cuối con đường thời điểm, bỗng nhiên tại cái kia chủ điện phía dưới, mọi người trông thấy một thân ảnh, phi thường gầy còm thân ảnh, hốc mắt lõm, tóc cũng như khô héo. Làm gầy như que củi, gầy cơ hồ là da bọc xương, bộ dáng nhìn lại cùng chỉ còn khô lâu Hạ Tăng Huy tương tự. Có người, mọi người nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bước chân đều là trì trệ. Mà đạo thân ảnh này cầm cái chổi, quét dọn mặt đất, mà trên mặt đất lại chưa từng có một hạt cho bụi, trên thân cũng không có địch ý. Đừng nóng vội, chúng ta trước tiến lên hỏi một chút, có lẽ hắn cũng là Lôi Thần thủ hộ giả. Tiêu Viêm nhỏ giọng mở miệng, sau khi nói xong, chính là chậm rãi đối với thân ảnh đi tới, sau đó có chút ôm quyền chắp tay. Vị tiền bối này, vãn bối chờ là đến đây Lôi Linh Điện, tìm kiếm tạo hóa, tiền bối có thể chỉ một con đường sáng. Tiêu Viêm cung kính nói, trên người này khí tức mẫn diệt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tĩnh mịch, sinh khí ít càng thêm ít. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có chủ quan, bởi vì nơi này đã từng là một cái đấu thần phủ đệ, có thể tại đấu thần phủ đệ xuất hiện người, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Cái kia thân ảnh khô gầy nghe vậy, hơi hơi dừng một chút, dừng tay lại bên trong cái chổi. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm một đoàn người, đánh giá một phen về sau, hướng phía sau Tiêu Viêm chỉ, sau đó mở miệng nói, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là ngẩn người, có chút không hiểu, khô gầy bóng người là thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Lúc này lui ra phía sau chính là Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà, đã là không có đường lui, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng.
Nếu là Lô Linh Điện không cho phép người khác tiến vào, vì sao lại muốn tỏa ra chìa khóa, làm cho người đến đây đâu? Thân ảnh khô gầy nao nao, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt dò xét đến Tiêu Viêm diện mục thời điểm. Khô gầy gương mặt bên trên xuất hiện một cỗ khó có thể tin biểu lộ, bất quá chợt lại lắc đầu. "Tiểu tử, ngươi họ gì tên gì?" Khô gầy thanh âm mở miệng hỏi, lại không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề. "Tiêu Viêm." Tiêu Viêm mở miệng trả lời. "Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá bộ dáng dáng dấp giống nhau đến mấy phần mà thôi, được rồi. Đã các ngươi đến nơi đây, liền cũng là duyên phận, đến tại trong miệng các ngươi nói tới tạo hóa, ta chỗ này không có." Thân ảnh khô gầy mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, chẳng biết nói ý gì, nói xong, thân ảnh khô gầy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mãi nhìn về phía sau Tiêu Viêm, nguyên bản tĩnh mịch khí tức bỗng nhiên trở nên sắc khí nghiêm nghị. "Trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác bước vào?" Khô gầy thân ảnh hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy Lôi Quang trùng thiên, nhất định là Bạch gia cùng Kim thị một nhà cùng Lôi Hồ chiến túi bụi. "Lúc gặp lại đợi thật đến, Lôi Hồ, để bọn hắn vào." Khô gầy thân ảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm nặng nề như sấm rền, truyền vang mà đi, cùng Bạch gia cùng Kim thị một nhà giao chiến Lôi Hồ lúc này mới thu tay lại. Giờ phút này lại nhìn hai nhà, đều là riêng phần mình nghênh chiến, cũng không có hợp tác, sở dĩ đều bị Lôi Hồ gây thương tích. Có vẻ hơi chật vật, bao quát Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm, Lôi Hồ cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lại như thế tiếp tục đánh, chỉ sợ bọn họ chỉ có lấy mệnh tương bác. Bạch gia cùng Kim thị một nhà từ phía sau chậm rãi đi tới, Kim Chấn vốn là người mập mạp. Giờ phút này mệt thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, cùng Lôi Hồ giao chiến, hắn cũng là phế không ít công phu. Nhưng cũng không có thể cùng Lôi Hồ địch nổi, trên thân đều có to to nhỏ nhỏ hồ quang điện đốt bị thương. Ngô Ngân Kiếm nhìn thấy Tiêu Viêm một đám thời điểm, hai mắt chính là bị sát ý tràn ngập, một cái bước ra, chính là hướng phía Tiêu Viêm một trưởng tập đi qua. Tiêu Viêm vì thế mà kinh ngạc, mà Khiếu Chiến thì là lập tức đem Tiêu Viêm bảo hộ ở sau lưng. Sau lưng Thiên Khiếu Hổ Tượng chính là ngưng tụ mà ra, lúc trước hắn tiếp nhận Ngô Ngân Kiếm một quyền. Bất quá lần này, Ngô Ngân Kiếm sẽ không ở lưu cơ hội, cho dù Khiếu Chiến nhục thể lại cường hãn. Dù sao cũng chỉ là đấu đế thực lực, một quyền này xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Nhìn ta không đem ngươi oanh thành thịt nát." Ngô Ngân Kiếm trên nắm tay, tiên nguyên khí tuôn trào ra, tại nắm đấm ở giữa ngưng tụ, năm sao đấu tiên khí thế nghiền ép mọi người, nắm đấm chưa tới. Chỉ là quyền phong chính là ép mọi người bước chân bất ổn. Nhưng vào lúc này, phía sau Tiêu Viêm một cơn gió mát, Hoa Bất Ngữ thân ảnh chợt hiện, cũng là một quyền vung ra. Quyền phong gào thét, mắt thấy vậy thì muốn đụng vào nhau, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như kinh lôi. "Xem ra, ta Lôi Thần uy danh, các ngươi là không coi vào đâu." Âm vang một tiếng, toàn bộ Lôi Linh Điện khí áp đều phảng phất trầm xuống. Ngô Ngân Kiếm cùng Hoa Bất Ngữ nắm đấm im bặt mà dừng, hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình trì trệ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, sau lưng cái kia thân ảnh khô gầy biến mất không thấy, biến thành cả người cao 2 mét đại hán vạm vỡ, một thân khối cơ thịt. Nhất làm cho người ta mắt chính là cái kia như thiểm điện kiểu tóc, toàn thân trên dưới cơ bắp khổng người. So với Khiếu Chiến đều lớn hơn đến tận một vòng, đứng tại trước mặt mọi người, liền như là một tòa núi nhỏ. Lôi Thần, mọi người kinh hô. Biểu tình của tất cả mọi người đều là trì trệ, tại trong thư tịch cũng có Lôi Thần chân dung. Mặc dù không phải rất tả thực, bất quá đại khái còn có thể nhận ra, trước mắt cái này cường tráng thân ảnh chính là trong truyền thuyết đã vẫn lạc Lôi Thần. Bạch gia cùng Kim thị một nhà toàn bộ đều là cúi đầu chắp tay ôm quyền, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Liền ngay cả Ngô Ngân Kiếm cũng đều là dọa đến cúi đầu ôm quyền, lông tơ đứng thẳng. "Ta còn tưởng rằng ta Lôi Thần chi danh đã theo thời gian biến mất đâu, nhìn đến vẫn là có người nhớ kỹ." To con thân ảnh chậm rãi mở miệng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Toàn bộ Lôi Linh Điện vang dội Lôi Thần một người cười mở tiếng cười, một nháy mắt, bầu không khí có chút xấu hổ. "Các ngươi có thể tới chỗ này, đều là duyên phận, chắc hẳn các ngươi lại tới đây, đều là muốn thu hoạch được truyền thừa của ta." Lôi Thần chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói đều có một đạo sấm sét tùy theo vang vọng, hiển thị rõ uy nghiêm. "Vừa mới lão già kia đâu?" Lôi Thần nhìn xem mọi người, vốn cho là hắn lời này vừa nói ra sẽ chọc cho đến vô số hai mắt đỏ ánh mắt. Nhưng không ngờ, Khiếu Chiến bỗng nhiên bất thình lình mới mở miệng, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Lôi Thần cũng là một cái lảo đảo. Khiếu Chiến lời nói vừa xong, Lôi Thần trên thân bạch khí lượn lờ. Chợt cái kia thân ảnh cao lớn liền biến mất không thấy, lại hóa thành cái kia đạo khô gầy không đáng chú ý thân ảnh. Trên mặt mọi người trong lúc nhất thời bị nghi vấn chiếm đầy. Biến thành lão già. Khiếu Chiến cũng là kinh ngạc vô cùng miệng mở rộng. Lại bất thình lình mở miệng, thân ảnh khô gầy lại là một cái lảo đảo, sau đó trợn lên giận dữ nhìn Khiếu Chiến. "Tiểu tử, ngươi có biết vũ nhục ta Lôi Thần hạ tràng?" Lôi Thần mặc dù biến thành khô gầy không chịu nổi bộ dáng, nhưng thứ năm quan vẫn là nhận ra được. Hắn chính là Lôi Thần, nói xong bàn tay mở ra, lôi đình tại trong lòng bàn tay suy suy rung động, tràn ngập ngang ngược hương vị. "Ta đạo này kinh lôi xuống dưới, cam đoan để ngươi biến thành người khô." "Ta nói đùa, tiền bối,
ngài đừng để ý. Khiếu Chiến vào đầu cười hắc hắc. Tiêu Viêm đám người là tức sạm mặt lại, cũng không biết Khiếu Chiến là thật ngốc hay là giả ngốc, luôn cảm giác hắn hoàn toàn không minh bạch tình huống trước mắt. Tiểu tử này, lai lịch gì, dám cùng Lôi Thần nói đùa. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy khóe miệng đều là co lại. Trong lúc nhất thời đều là giở khóc giở cười, Ngô Ngân Kiếm nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Bây giờ Lôi Thần như còn tiếp tục tồn tại, liền không cách nào đối với Tiêu Viêm một đám hạ thủ, cơn tức giận này ở đáy lòng hắn không ngừng thiêu đốt. Ta có chút chán ghét ngươi. Nói xong, Lôi Thần oanh một tiếng, lại biến thành 2 mét tráng hán, căm tức nhìn Khiếu Chiến. Rất đẹp trai. Khiếu Chiến nhìn xem Lôi Thần bỗng nhiên biến thân, chính là không tự chủ được nói. Bởi vì hắn cũng là một thân khối cơ thịt, nhìn xem Lôi Thần trên thân so với hắn còn hoàn mỹ cơ bắp, khiến hắn cũng là có chút hâm mộ và thưởng thức. Ngươi coi như khen ta cũng sẽ không thích ngươi. Lôi Thần bị Khiếu Chiến đột nhiên xuất hiện đối thoại làm cho có chút trở tay không kịp, Tiêu Viêm liên tiếp đối với Khiếu Chiến nháy mắt. Chỉ thấy Khiếu Chiến hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí đi tới, nhéo nhéo Lôi Thần cơ bắp. Rất hoàn mỹ cơ bắp, Khiếu Chiến nói. Kia là tự nhiên, ta cái này cơ bắp. Ngươi. Ta thế nhưng là Lôi Thần, tiểu tử thối, nhìn ta một đạo thiểm điện đánh chết ngươi. Lôi Thần nhìn xem lại còn đến gần thân bóp hắn bắp thịt Khiếu Chiến, chính là cả giận nói, nói trong tay thiểm điện chính là ầm ầm rung động. Bất quá chờ hắn nhìn về phía Khiếu Chiến thời điểm, Khiếu Chiến đúng là kéo lên ống tay áo. Cũng là lộ ra ngay chính mình cánh tay tráng kiện, tú ra cơ thể của mình, nhưng sau nói ra. Lôi Thần tiền bối, mặc dù ta không có ngươi hình thể lớn, nhưng là ta cái này cơ bắp, lại so ngươi cái kia càng hoàn mỹ hơn một chút. Song song, Khiếu Chiến chết chắc, hắn sẽ không coi là Lôi Thần sẽ giống như hắn, là đứa ngu đi. Phong Bạo ở phía sau lẩm bẩm, quả thực là cầm Khiếu Chiến không có cách nào. Tiểu tử này, lá gan thật to lớn, đoán chừng Lôi Thần sẽ đem hắn chém thành tro. Ngô Ngân Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Khiếu Chiến nói xong, Lôi Thần thật đúng là nhìn về phía Khiếu Chiến bày biện ra hoàn mỹ cơ bắp đường cong cánh tay. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lôi Thần nhìn thoáng qua Khiếu Chiến cường tráng cánh tay, sau đó thật buông xuống trong tay thiểm điện. Đi qua, nhéo nhéo Khiếu Chiến cơ bắp, sau đó tràn ngập tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi đường cong, cương nhu cùng tồn tại, nhìn rất đẹp. Lôi Thần tán dương. Lôi Thần tán thưởng Khiếu Chiến. Chẳng lẽ cái này Lôi Thần cũng là một cái kẻ ngu đi? Lôi Thần tán thưởng tiểu tử này. Chẳng lẽ cái này Lôi Thần cũng là một cái kẻ ngu đi? Đây là Tiêu Viêm một đám cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia Cơ Hồ cộng đồng tiếng lòng. Nhìn xem hai người ở nơi đó lẫn nhau bóp bắp thịt bộ dáng, trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm lúng túng. Bọn hắn đều đang nghĩ, đến cùng là xông một cái gì đấu thần cung điện A, nghiệp chướng A. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, chuyến này xem như đi không. Dưới mắt Lôi Thần nếu là thật sự đối với Khiếu Chiến sinh ra hảo cảm. Nếu là Lôi Thần đứng tại bọn hắn phía bên kia, chỉ sợ tiếp xuống bị một đạo thiểm điện chém thành cho chính là bọn họ. Nói, Lôi Thần trên thân lại lần nữa bạch khí bốc lên, lại biến thành thân ảnh khô gầy. Không chờ mọi người lại nói tiếp, Lôi Thần bàn tay gầy guộc đẩy, chính là cưỡng ép đem mọi người toàn bộ đẩy vào Lôi Linh Điện trong chủ điện. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà cũng không kịp có phản ứng, cũng là bị Lôi Thần lập tức liền đẩy vào trong chủ điện. Thời gian của ta không nhiều lắm, đợi sau khi ta chết, tên kia không thông báo làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Lôi Thần tướng mọi người đưa sau khi đi vào, chậm rãi nói, sau khi nói xong, Lôi Thần sắc mặt biến hóa, mãnh ho khan vài tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể một cái lảo đảo, liền muốn ngã xuống. Mà ở sau lưng hắn Lôi Hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện, Lôi Thần ngã nằm Lôi Hồ trên thân. Chủ nhân, đã chẳng biết đưa bao nhiêu người đi vào, đều cũng không có đi ra, nó có lẽ không người có thể truyền thừa. Lôi Hồ trầm giọng mở miệng, Lôi Thần đổ vào Lôi Hồ thân hình thân ảnh khô gầy lộ ra vô cùng suy yếu. Không nhất định, lần này có lẽ có khả năng, có tên tiểu tử bộ dáng dấp rất giống nàng. Như lần này còn thất bại, có lẽ ta cũng đợi không được. Lôi Thần chậm rãi mở miệng, khí tức vô cùng suy nhược, nói xong chính là nhắm mắt ngưng thần. Lôi Hồ cũng an tĩnh nằm sấp, thủ hộ lấy Lôi Thần. Tiêu Viêm một đám cũng là bị ném bỏ vào cái này trong chủ điện. Trong lúc nhất thời thân thể của mọi người đều không bị khống chế, đành phải bị cỗ này lực đẩy cưỡng ép đẩy đi. Nửa ngày về sau, cỗ lực lượng này rốt cục cũng ngừng lại, Tiêu Viêm một đám đều là cực lực thân hình vừa đứng vững. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, không ngờ trải qua tiến vào cái này trong chủ điện. Tiêu Viêm thì là ngay lập tức tả hữu quan sát, cho đến không có phát hiện Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà thân ảnh mới yên lòng. Cái này Lôi Thần, chúng ta chưa hề nói muốn truyền thừa của hắn a, cũng không trinh cầu người khác đồng ý. Tự tiện chủ trương liền đem chúng ta đưa vào. Khiếu Chiến sửa sang quần áo trên người, không tức giận nói. Tất cả mọi người tiến vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chứ chẳng biết cái này trong chủ điện có cái gì. Chủ yếu nhất là, không chỉ là chúng ta, cái kia Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà giống như cũng tiến vào, hai nhà này thực lực. Chúng ta gặp phải cái nào đều khó đối phó. Tiêu Viêm thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Mọi người chợt nhẹ gật đầu, Hắc Thần khải giáp che thể, thận trọng đánh giá chung quanh. Tiêu Viêm điểm một cái nhân số, còn tốt tất cả mọi người tại,
cũng không có bị tách ra. Mọi người giờ phút này vị trí tứ phía đều là vách đá, trên vách đá đều khắc một chút bích họa. Tất cả mọi người bị bích họa hấp dẫn, bích họa đều khắc sinh động như thật. Bất quá bích họa phía trên từ đầu đến cuối đều là một thân ảnh, đó chính là Lôi Thần. Toàn bộ bích họa đều đang điêu khắc Lôi Thần, phảng phất ghi chép Lôi Thần cả đời. Nơi này bích họa, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, mặc dù ngắn gọn, đại khái miêu tả là một bộ Lôi Thần tu luyện, đột phá, thành thần. Cuối cùng này một bộ bích họa, Tiêu Viêm nhìn xem những này bích họa, chậm rãi mở miệng. Cho đến đi đến cuối cùng một bộ bích họa trước mặt, Tiêu Viêm biểu lộ hơi chậm lại, phía trước một bộ bích họa là Lôi Thần trở thành đấu thần. Mà cái này một bộ bích họa bên trong, Lôi Thần con mắt biến thành màu đen. Phảng phất xong rồi. Ma, Tiêu Viêm nhíu mày, Lôi Thần còn tiếp tục tồn tại. Mà bọn hắn trước đó nhìn thấy Lôi Thần đối bọn hắn cũng không có địch ý, nhìn qua mặc dù thần kinh thô một chút, nhưng cũng coi như bình thường, cũng không có xuất hiện cuối cùng này một bộ bích họa trung ma hóa Lôi Thần. Hẳn là chúng ta nhìn thấy Lôi Thần cũng không phải là chân chính Lôi Thần. Mọi người cơ hồ đều xem hiểu cái này bích họa bên trên muốn biểu đạt ý tứ, toàn bộ lâm vào như Tiêu Viêm đồng dạng suy nghĩ bên trong. Hoa Bất Ngữ xoa cằm, suy tư một lát, nhưng sau nói ra, sau cùng hai bức bích họa bên trong, một bộ là thần, một bộ là ma, có lẽ xuất hiện hai cái Lôi Thần. Mọi người nghe vậy về sau đều là lạnh tê một tiếng, khả năng này dưới mắt xem ra, phi thường lớn. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này chủ điện Lôi Thần một mực không khiến người ta tiến vào lý do cũng tìm được. Tại cái này chủ điện bên trong khả năng phong ấn ma hóa một cái khác Lôi Thần, thư tịch phía sau ghi chép nói Lôi Thần điên dại giết chết mọi người. Có lẽ là, bị Lôi Thần phong bế ma hóa Lôi Thần phá vỡ phong ấn, làm trọng thương Lôi Thần, mới xuất hiện về sau thế nhân khẩu bên trong Lôi Thần điên dại giết người sự kiện. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đem bây giờ được manh mối toàn bộ sâu chuỗi lại với nhau. Dưới mắt giải thích, tựa hồ thật biến thành một đầu chí ít nghe còn rất hợp lý manh mối. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại chẳng phải là muốn đối mặt ma hóa Lôi Thần rồi. Nam Nhĩ Minh cũng là mở miệng nói ra, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, vô cùng có khả năng. Đối kháng đấu, đấu thần, không có nói đùa chứ, chúng ta ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Khiếu Chiến nghe xong, hoảng sợ nói, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ bị Lôi Thần cưỡng ép đưa vào, vô luận đằng sau sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì đối mặt. Tiêu Thiếu, nơi này có đạo môn. Phong Bạo ở một bên quan sát đến, cũng là phát hiện bốn phía vách đá bên trong ẩn tàng sâu hơn cửa đá. Phong Bạo, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm dặn dò, Phong Bạo gật gật đầu, thận trọng thôi động cửa đá. Trong cửa đá cũng không cơ quan, chỉ là tại Phong Bạo thôi thúc dưới chậm rãi xuất hiện một cái cửa ra. Mọi người tại bốn phía lại tìm một vòng, xác nhận cái này cửa đá là lối ra duy nhất về sau, mới thận trọng thông qua cửa đá. Cửa đá về sau không gian trở nên rộng mở trong sáng, ánh vào mọi người tầm mắt chính là một cái hình tròn quảng trường. Trên quảng trường thây ngang khắp đồng, như Sâm La địa ngục. Mà tại cái kia quảng trường trung ương nhất ngồi xếp bằng một đạo tráng kiện thân ảnh, mà thân ảnh này bộ dáng cùng lúc trước thấy Lôi Thần một màn đồng dạng, chỉ bất quá hắn đóng mở đôi mắt, lại là đen kịt một màu, tản ra vô tận tà ma chi khí. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm đám người chính là có thể xác định bọn hắn trước đó suy đoán. Sự thật chính là như thế, xuất hiện hai cái Lôi Thần, một cái chính nghĩa, một cái tà ma. Cùng lúc đó, tại mặt khác hai bên, Kim Thị một nhà cùng người của Bạch Gia cũng là phân đừng xuất hiện. Ánh mắt đều tương hỗ tại trên người của đối phương dừng lại chốc lát, tiếp lấy đều ngưng trọng nhìn về phía rộng giữa sân ma hóa Lôi Thần. Giờ phút này, Tiêu Viêm một đám, cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia, tương hỗ đều là quan hệ thù địch. Mà giờ khắc này tựa hồ không thể không cộng đồng đi đối kháng rộng giữa sân ma hóa Lôi Thần. Ta vẫn là tính sai, cái này Lôi Linh Điện tại sao sẽ là như vậy, không nghĩ tới Lôi Thần thế mà còn tiếp tục tồn tại. Mà lại sự tình còn phát triển thành dạng này, Kim Chấn trong lòng liên tục thầm mắng. Vốn chỉ là coi là tới này Lôi Linh Điện bên trong đãi đến Lôi Thần thất lạc bảo bối, không ngờ tới sẽ gặp phải như thế nguy cơ. Hiện tại tất cả mọi người lâm vào nguy cơ ở trong. Ha ha, hoan nghênh các vị, đi vào ta Lôi Linh Điện. Lúc này xếp bằng ở quảng trường bên trong ma hóa Lôi Thần chậm rãi đứng lên. Giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ bất quá nụ cười này cùng hắn cái kia tản ra tà ma chi khí đôi mắt có vẻ hơi không hợp nhau. Tiêu Viêm một đám, cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia, nhìn xem cái này đạo thân ảnh cao lớn. Trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, trong lòng tự nhủ chết chắc. Xem ra chúng ta nhất định phải đánh bại hắn, nếu không đã không có đường lui. Bạch Vũ Hy chậm rãi nói, nhìn xem quảng trường bên trong đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt đất những phơi thây kia. Cũng là khiến Bạch Vũ Hy cho mày, tới đây cường giả không phải số ít, nhưng xem ra, đều thất bại. Bạch Vũ Hy, hôm nay ngươi ta vốn là cừu địch, nhưng sinh tử sắp đến, nếu chúng ta lại không liên thủ, sợ rằng đều không thể sống mà đi ra đi. Kim Chấn quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Hy ngưng trọng nói. Bạch Vũ Hy nhìn xem ma hóa Lôi Thần, trong lỗ mũi cũng là phát ra một tiếng hừ lạnh, dưới mắt đích thật là không có cách nào, đành phải không cam lòng tình nguyện nhẹ gật đầu. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà hai nhà tất cả mọi người cộng lại có mấy chục người, giờ phút này toàn bộ ánh mắt đều nhìn về cái kia ma hóa Lôi Thần.
các ngươi khỏe. Ma hóa lôi thần đối với lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Chợt một tia chớp đột nhiên tại hai nhà trên đỉnh đầu nổ vang, lôi đình như rồng hướng phía hai nhà oanh liền đập xuống. Lôi đình như bom đem kim thị một nhà cùng bạch gia bên trong nổ tung, mặt đất trực tiếp nổ tung lên. Chợt chính là từng đạo thảm liệt kêu đau đớn âm thanh, trong đó cũng chỉ có kim chấn. Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm thực lực lớn mạnh một chút, mặc dù miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn là bị sức mạnh sấm sét chỗ tai họa. Hai nhà nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề đoàn đội, vẻn vẹn chỉ là một tia chớp, chính là trực tiếp tử thương hơn một nửa. Mà một chiêu này, vẻn vẹn chỉ là cái này ma hóa lôi thần phảng phất tựa như nói dẫn hướng bọn hắn thả một đạo thiểm điện. Ha ha, bên này huynh đệ, các ngươi tốt sao? Tại Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia bị sét đánh về sau, ma hóa lôi thần bỗng nhiên quay đầu, đối với Tiêu Viêm một đám vung tay lên. Chợt Tiêu Viêm mọi người chính là cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, lôi điện thừa số tại bọn hắn trên đầu cấp tốc tụ tập. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 134 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video